ngoài đường biết xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị em. Có lẽ là từ ngày hôm qua đến giờ thì anh chị em cũng đã nắm thông tin về sự kiện câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có 12 cầu thủ đã tạm ngưng tập luyện với lý do là muốn phản đối việc ban lãnh đạo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giảm khá là sâu số tiền lót tay của mùa giải năm 2021. Trong số 12 cái tên đó, có thể dễ dàng nhận ra có rất nhiều những gương mặt quen thuộc như là đội trưởng Sầm Ngọc Đức, Vũ Thành, Bùi Tiến Dũng, Thanh Thắng, Văn Cường, tiền vệ Võ Huy Toàn. Chính vì vậy mà có thể nói là lực lượng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị tổn thất nghiêm trọng nếu như câu chuyện này không sớm được giải quyết. Hai ngày nữa thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có trận derby gặp Sài Gòn FC ở vòng 1/8 của cúp quốc gia. Chính vì vậy mà ngay bây giờ thì mình sẽ có mặt ở sân Phú Thọ để ghi hình lại tình hình tập luyện của các cầu thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cho trận đấu này như thế nào. Ngay trước mắt các bạn đây, chiếc xe chở các thành viên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, và ở khu vực kia là nơi các thành viên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh họ đang tập luyện. Mình sẽ đến để hy vọng rằng là ghi lại được những cái hình ảnh để xem phản ứng của các cầu thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở thời điểm này sẽ như thế nào. Sáng ngày hôm nay thì đã có những cái thông tin liên quan đến việc ban lãnh đạo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã điện thoại cho một số cầu thủ của đội bóng và yêu cầu họ quay xe, đồng ý nhận một khoản tiền gọi là tiền lót tay để quay trở lại tập luyện. Những ai không đồng ý thì sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị thanh lý hợp đồng. Và các bạn cũng thấy rồi, ở khu vực bên này, đây là các cầu thủ không có bất kỳ vấn đề nào, họ vẫn sẽ tập luyện bình thường. Còn ở đây, ngay trước mặt mình là nhóm các thành viên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại họ bày tỏ quan điểm không đồng tình với lãnh đạo của câu lạc bộ thành phố và họ đã lựa chọn việc chuyển sang tập duy trì ở khu vực bên này. Đây là các anh em của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là cả nhà có thể thấy được các anh em vẫn rất đồng lòng, trong đó có những cái tên như là Văn Đức, Trùm Tỉnh, Tùng Quốc, Thanh Bình, đội trưởng Sầm Ngọc Đức, Thân Thành Tính, Phạm Hằng Lâm, và ở phía xa kia là Võ Huy Toàn. Hai thủ môn vẫn cương quyết bảo vệ quan điểm, đó là thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng với Thanh Thắng. Như mình cũng đã chia sẻ vào sáng ngày hôm nay, có lẽ là hai bên sẽ cần phải gặp nhau và nói chuyện để tìm ra được tiếng nói chung trong thời điểm như thế này. Theo như thông tin mà mình nhận được thì đến chiều ngày hôm nay vẫn không có bất kỳ lãnh đạo nào của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh xuống để nói chuyện cùng với nhóm các cầu thủ đang đình công. Ôi giời, đánh đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92
nói là ở tình cảnh hiện tại thì ngay cả huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, anh Trần Minh Chiến cũng rơi vào tình thế đúng nghĩa là tiến thoái lưỡng nan. Anh rất khó xử và cũng sẽ không biết phải xử lý vấn đề này như thế nào. Một mặt thì vẫn phải lo để tập luyện cùng với các cầu thủ, nhưng mà mặt khác thì có lẽ là anh cũng rất lo lắng cho các cầu thủ trụ cột của mình ở khu vực bên này. Có thể nói là đây là những bản hợp đồng mà số tiền lót tay chắc chắn là cũng không thấp, và chính vì vậy mà việc một năm mà chỉ nhận được từ 10 đến 55% số tiền lót tay như đã thỏa thuận sẽ là một thiệt thòi rất là lớn dành cho các thành viên, các cầu thủ mà tạm thời đang đình công ở thời điểm này. Bây giờ thì các cầu thủ đang di chuyển về phần sân, không biết là họ có đồng ý để tập luyện cùng hay không, hay là sẽ có ứng xử như thế nào thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi mà thôi. Thực sự thì đây là những hình ảnh mà có thể nói là rất buồn cho bóng đá Việt Nam. Chưa bao giờ mà chúng ta thấy được những cái hình ảnh này nhiều như là ở thời gian gần đây. Hết câu lạc bộ Than Quảng Ninh, rồi bây giờ là đến anh em của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Mình thấy Thân Thành Tính ở phía xa kia cùng với Võ Huy Toàn cũng đã đeo ba lô. Đây thì Thanh Bình cũng vậy, họ đã đeo ba lô và rời khỏi khu vực khởi động này. Ở phía xa kia thì các đồng đội đang nhìn theo. Thực sự thì một hình ảnh có lẽ là tôi cũng không biết phải nói như thế nào. Hiện tại thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh còn hai thủ môn đang tập luyện ở phía trong, trong đó có Văn Cường, người mà ngày hôm qua cũng quyết định là đình công vào ngày hôm qua. Tuy nhiên là ngày hôm nay thì cũng đã nhận được sự thuyết phục từ ban lãnh đạo để đảm bảo cho câu chuyện là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có đủ hai thủ môn để mà đăng ký thi đấu ở cúp quốc gia. Hello, Ngoại Đăng Biết xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị em. Rất vui được gặp lại anh chị em trong chương trình trò chuyện về bóng đá Việt Nam tối ngày hôm nay, ngày 8 tháng 4. Anh chị em cũng vừa mới xem một trích đoạn về buổi tập chiều ngày hôm nay của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Vào lúc 5 giờ chiều, tức là khi mà buổi tập vẫn còn đang diễn ra, thì đồng loạt là các cầu thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, những người mà đã lãng công, hay nói đúng hơn là đình công vào ngày hôm nay và ngày hôm qua, nhóm 12 cầu thủ, trong đó có những cái tên rất là quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đó là thủ môn Bùi Tiến Dũng, là tiền vệ Võ Huy Toàn, hay là đội trưởng Sầm Ngọc Đức, thì đã cùng với nhau đăng tải những cái dòng trạng thái có nội dung giống, rất giống với nhau. Bây giờ thì mình xin phép mang đến cho anh chị em toàn bộ những cái phần nội dung mà các cầu thủ họ đã đăng ở trên trang Facebook cá nhân của họ, với mong muốn rằng là có được một cái cầu nối giữa lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với các cầu thủ. Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất nặng nề đến đời sống bóng đá và các câu lạc bộ tại Việt Nam, trong đó có câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mà chúng tôi đang cống hiến cũng không phải là ngoại lệ. Thấu cảm sâu sắc với sự khó khăn của câu lạc bộ, ở mùa giải 2021, anh em cầu thủ chúng tôi đã đồng cam cộng khổ với đội bóng bằng nhiều hình thức. Thứ nhất là không kêu ca, phàn nàn khi bị chậm lương 3 tháng liên tiếp. Thứ hai là chỉ nhận 50% lương trong thời gian nghỉ dịch
thay vì nhận 70% đúng như theo hợp đồng. Thứ ba là chấp nhận chia sẻ 50% phí lót tay còn lại. Đặc biệt, anh em chúng tôi luôn cố gắng để luyện tập giữ gìn phong độ và kiên nhẫn chờ đợi, mong cho đội bóng giải quyết được những khó khăn về mặt tài chính, nhanh chóng lấy lại sự ổn định để tiếp tục đảm bảo đời sống kinh tế, đời sống tinh thần cho các cầu thủ. Cũng xin nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa câu lạc bộ và cầu thủ là mối quan hệ được ràng buộc bởi hợp đồng lao động, trong đó có những quy định rất rõ ràng về trách nhiệm, nghĩa vụ mà mỗi bên phải thực hiện. Trong đó có điều khoản về việc câu lạc bộ phải trả chi phí lót tay. Tuy nhiên, các điều khoản được quy định trong hợp đồng đó đang có dấu hiệu bị vi phạm khi câu lạc bộ đang không thực hiện đúng những gì cam kết trong văn bản bằng giấy trắng mực đen, có chữ ký của các bên. Thông cảm với câu lạc bộ, nhưng chúng tôi với tư cách là người lao động, là người cống hiến sức lực trí tuệ của mình cho câu lạc bộ, anh em cầu thủ mong muốn nhận được những khoản lót tay như đã thỏa thuận. Suốt thời gian qua, anh em chúng tôi đã chờ đợi, nhưng càng chờ đợi càng cảm thấy thất vọng, vì sự chờ đợi này không có tín hiệu đáp lại từ phía câu lạc bộ, nơi mà chúng tôi luôn gửi gắm sự trân trọng và niềm tin. Về phía cầu thủ, chúng tôi luôn chấp hành nghiêm túc mọi quy định của câu lạc bộ, chưa từng vi phạm điều gì làm tổn hại đến hình ảnh và uy tín câu lạc bộ. Vì chúng tôi hiểu rằng hình ảnh của câu lạc bộ cũng phản ánh chính hình ảnh của chúng tôi, nên chúng tôi hết sức giữ gìn mọi điều khoản trong hợp đồng luôn được chúng tôi thực hiện đúng. Nhưng đổi lại, dường như chúng tôi không nhận được sự trân trọng, không được đối xử một cách chuyên nghiệp như tiêu chí mà câu lạc bộ đang theo đuổi. Cầu thủ chúng tôi cũng có gia đình để lo toan, cũng có trách nhiệm phải gánh vác. Nhưng sự kiên nhẫn trong hơn một năm trời của anh em đổi lại là sự thoái thác của những người có trách nhiệm. Thật vô cùng khó lý giải khi chúng tôi đòi hỏi điều mà đáng nhẽ ra chúng tôi xứng đáng được nhận là phí lót tay, thì câu lạc bộ lại ban hành một văn bản khiến anh em chúng tôi bị sốc, sốc vì quyền lợi chính đáng của chúng tôi không được giải quyết và kèm theo đó là hành xử của đội bóng. Sau 4 vòng đầu tiên của V-League 2022, trước tình thế cực chẳng đã, 12 cầu thủ không được câu lạc bộ hoàn thành trách nhiệm trong hợp đồng đã phải bỏ tập để bày tỏ thái độ, sau khi luật sư của chúng tôi không thể liên lạc được với đại diện của đội bóng. Qua trang cá nhân của mình, chúng tôi bày tỏ mong muốn được đối thoại với câu lạc bộ để các bên cùng ngồi lại với nhau, tìm hướng giải quyết giúp chúng tôi toàn tâm toàn ý thi đấu V-League khi V-League trở lại vào đầu tháng 7 năm 2022. Đây là toàn bộ những cái chia sẻ của các cầu thủ luôn, từ Sầm Ngọc Đức, Võ Huy Toàn, Bùi Tiến Dũng và các cầu thủ còn lại như là Phạm Trùm Tỉnh, Phạm Hoàng Lâm, bạn Tăng Tiến. Đó, các bạn ấy tổng cộng là 12 cầu thủ. Họ đều lên tiếng với mong muốn rằng là sẽ được một cái cuộc đối thoại với ban lãnh đạo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, một cái điều mà chiều nay mình chú ý khá là nhiều đó là cái nỗi khổ của huấn luyện viên trưởng anh Trần Minh Chiến. Anh Chiến không biết là nên khóc hay là nên cười luôn ở thời điểm ngày hôm nay. Khi anh đi vào và báo chí bọn mình thấy thì là anh ấy lắc đầu, anh ấy lùi ra. Tại vì anh ấy cái động tác đó là biểu hiện là anh ấy xin phép là hôm nay đừng phỏng vấn tôi, vì tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào. Tôi chỉ là một người đứng ở giữa và cảm thấy bây giờ tôi thâm tâm tôi chắc chắn là cũng rất khó xử, vì hai bên huấn luyện viên Trần Minh Chiến ông không thể giải quyết được câu chuyện gì cả ở thời điểm này. Bởi vì nhiệm vụ của ông đó là dẫn dắt, đào tạo cho các cầu thủ chuẩn bị về chuyên môn để thi đấu. Hai ngày nữa, tức là ngày 10 tháng 4 tới đây vào lúc 19:15 thì trận derby bóng đá Sài Gòn ở vòng 1/8 cúp quốc gia giữa hai câu lạc bộ Sài Gòn FC và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra. Sài Gòn FC là họ vừa mới thắng đậm câu lạc bộ Huế ở vòng đấu trước và bây giờ thì họ đang tràn đầy tự tin. Trong khi đó thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay vẫn còn tới 10 cầu thủ không tập luyện, thì rõ ràng là huấn luyện viên Trần Minh Chiến anh lo cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Với một cái lực lượng như thế này, tập luyện như thế này thì làm sao mà anh Trần Minh Chiến anh không lo được. Chiều ngày hôm nay
khi nhóm các cầu thủ họ ngồi ở ngoài này để họ tập ở ngoài này thì anh Chiến anh lững thững anh nhìn, anh chỉ đạo cho các thành viên còn lại của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tập luyện về chuyên môn ở trong để mà chuẩn bị cho cái trận đấu này. Nhưng mà nói thiệt với cả nhà chứ, trong 12 cầu thủ mới chỉ có Hồ Tuấn Tài cùng với thủ môn Văn Cường là được thuyết phục để quay trở lại. Quay trở lại ở đây là để đảm bảo đáp ứng đủ cái điều kiện, đó là phải có hai thủ môn để mà thi đấu ở cúp quốc gia. Cho nên là Văn Cường mới được thuyết phục. Và ở thời điểm này thì tuy là có những cái phản ứng đến từ các cầu thủ, nhưng mà bản thân các cầu thủ mà họ đình công thì họ cũng xác định được một câu chuyện là nếu như mà không đủ quân số về thủ môn thì hoàn toàn có thể là sẽ bị từ chối cho thi đấu cái trận đấu với Sài Gòn FC. Như vậy thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là chưa đá đã tự thua, vì đằng nào thì cũng sẽ bị sự thua vì không đủ thủ môn. Như vậy thì quá là oan uổng, cho nên là họ cũng xem xét đến yếu tố đó để mà Văn Cường là ngoài cái việc là vẫn phản đối nhưng mà vẫn sẽ quay lại để tập luyện. Và cái điều này thì nó cũng đã được thực hiện ngay trong chiều ngày hôm nay. Như vậy là từ phía các cầu thủ là đã cởi mở hơn rất là nhiều rồi. Bây giờ chỉ còn cái vấn đề nằm ở phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và sự im lặng của ban lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với cái xác nhận đến từ các cầu thủ nói rằng là chủ tịch có gọi và nói nếu như không quay xe là sẽ thanh lý hợp đồng, thì rõ ràng là cái sự căng thẳng nó sẽ còn nâng cao lên trong những ngày tiếp theo nếu như là hai bên không có được một cái cuộc đối thoại trực tiếp. Và như vậy thì anh Trần Minh Chiến anh ấy sẽ cực kỳ là khổ tâm các bạn. Sắp xếp lực lượng như thế nào, đối đầu với Sài Gòn FC ra sao là một câu chuyện không hề dễ giải. Không thể giải được cái bài toán này nếu như là với một cái lực lượng mà chấp vá như vậy. Hôm nay có lẽ là chỉ có một cái điều may mắn nhất. May mắn ở đây đó là cái trận đấu với Sài Gòn FC thì là hai đội đang cùng đá ở V-League, nên là khi đối đầu nhau ở cúp quốc gia thì đều được phép sử dụng ngoại binh. Như vậy thì huấn luyện viên Trần Minh Chiến vẫn còn có những cái foul đến từ các cầu thủ ngoại để mà có thể là nuôi cái hy vọng là chơi được, chơi sòng phẳng được với Sài Gòn FC nhờ vào các cầu thủ ngoại. Chứ còn nếu như không có cầu thủ ngoại nữa mà tình hình là 12 cầu thủ nội mà đình công như thế này thì lấy ai ra mà đi đối đầu với Sài Gòn FC. Rõ ràng là chúng ta cũng thấy được cái khó khăn của những đội bóng. Hồi trước thì là Than Quảng Ninh và bây giờ là đến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi cách đây mấy tuần là câu lạc bộ Hà Nội cũng nảy ra một cái câu chuyện liên quan đến tiền bạc. Nói chung là vấn đề đầu tiên sau dịch vẫn là vấn đề tiền đâu, đúng không? Và thực sự thì những cái tranh cãi này mình không mong rằng là nó sẽ xảy ra cho các câu lạc bộ khác. Bởi V-League thì đang trong giai đoạn là tạm nghỉ và khi quay trở lại thì hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi mà các đội bóng họ so tài, họ tranh chấp nhau rất là quyết liệt. Nên là mình mong muốn rằng là các đội sẽ tập trung vào câu chuyện chuyên môn thay vì là những cái câu chuyện mà nó buồn như thế này, như là cái hình ảnh mà mình mang đến cho anh chị em vào chiều ngày hôm nay ở trên sân Phú Thọ. Thực sự là mình không mong muốn cái điều này nó xảy ra. Và trước khi mà ngoài đường pitch tương tác với anh chị em thì mình cũng gửi lời cảm ơn đến hai thương hiệu supersport.com.vn cũng như là sữa Cool cùng Cool vận động mỗi ngày đã đồng hành cùng với ngoài đường pitch cũng như là vlog ngoài đường pitch trong các chương trình livestream về bóng đá Việt Nam. Anh chị em có thể ấn vào cái link mà mình đã ghim ở phần tương tác hoặc là link ở dưới phần mô tả. Hiện tại thì thương hiệu supersport.com.vn đang có đại lễ chào mừng ngày giỗ tổ Hùng Vương với chương trình khuyến mãi rất là lớn. Anh chị em có thể vào tham khảo sản phẩm và order trực tiếp đơn vị ship của bên supersport.com.vn thì ship hàng rất là nhanh. Lần trước thì Minh Vương cũng đã đặt một cái máy massage với giá là 5.990.000 thì phải. Và bản thân Minh Vương cũng như mình cũng cực kỳ là ngạc nhiên luôn, mới đặt ngày hôm trước, hôm sau đã giao tới tận Hàm Rồng luôn. Và lúc đó thì Minh Vương đang trên đường di chuyển đi thi đấu, cũng hết hồn, kêu là ủa sao mà làm gì mà ship nhanh dữ vậy. Thì thực sự là rất là bất ngờ. Cá nhân mình cũng không nghĩ rằng là bên Supersport thì họ cũng ship với tốc độ quá là nhanh như vậy. Mới đặt ngày hôm trước, ngày hôm sau đã nhận được. Nên là anh chị em cứ yên tâm.
Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào phần tương tác trò chuyện luôn với nhau. Xin chào bạn Thanh Tuấn Bạch, bạn Hoàng Như Minh, bạn Chess Giải Trí, Chess Entertain có hỏi là anh thấy tuyển Futsal thế nào? Thua Thái tiếc quá, chúng ta vẫn chưa vô địch lần nào. Mình không có thời gian để theo dõi trận đấu này và chỉ biết kết quả sau khi mà về nhà và viết bài thì là mình có lướt trên Zing thì mình thấy ghi thông báo là đội tuyển của chúng ta lại thua Thái Lan ở Futsal. Mình cảm thấy không có quá bất ngờ vì Futsal thì Thái Lan họ đã ở cái đẳng cấp của những đội bóng hàng đầu của châu lục rồi. Còn chúng ta thì vẫn đang trên đường gọi là tiệm cận với cái nhóm đầu, trong khi là người Thái thì họ đã đầu từ lâu rồi. Cho nên là mình cũng không quá là bất ngờ với cái câu chuyện này nữa. Chúng ta cũng không biết là các bạn có nhớ hay không, chứ còn mình là đã từng được xem những cái đoạn clip về việc lúc mà thời điểm mà Thái Lan họ đăng cai cái vòng chung kết của Futsal thế giới, rất rầm rộ, và tình yêu Futsal ở Thái nó cũng rất là lớn. Mình đi qua đó rất nhiều và ở các gầm cầu. Ở đây nói gầm cầu thì nó hơi quá, nhưng mà thực ra nó là cái gầm của những cái đường trên cao, thì ở dưới là những cái khoảng không rất là lớn, và người Thái họ rất biết tận dụng những cái khoảng không đó, họ rào lại đàng hoàng đẹp đẽ luôn, và ở phía trong đó họ tô, họ kẻ lại thành những cái sân bóng xi măng, sân bóng mini rất nhỏ gọn dành cho thanh thiếu niên chơi bóng ở đó. Và từ những cái môi trường như vậy mà cho ra lò những cái cầu thủ khéo léo để mà thi đấu cho Futsal thì là một cái chuyện hoàn toàn là không có gì là quá khó hiểu. Trong khi đó thì ở Việt Nam mình thì vẫn đang thịnh cái gọi là bóng đá cỏ nhân tạo nhiều hơn là Futsal. Futsal thì đa phần là nhiều anh em Futsal ngoài cái việc là tập luyện cho câu lạc bộ Futsal ra thì họ cũng đi đá cỏ nhân tạo thôi. Chứ còn ở Thái thì họ có, nói chung là cỏ nhân tạo cũng có rất là nhiều. Còn riêng về bóng đá đường phố của người Thái thì phải nói là bao la và bát ngát luôn. Cho nên là việc mà trình độ về Futsal của Thái họ ở cái tầm châu Á thì cũng không có gì là quá bất ngờ. Và việc mà chúng ta thua họ thêm một lần nữa đối với mình thì cũng không bất ngờ luôn. Tại vì rõ ràng là đá với Thái thì chúng ta mà cứ đá giải chính thức thì chẳng ăn được họ đâu. Bạn Nguyễn Hà, anh chưa ra Gia Lai à anh Dũng? Sáng sớm ngày mai thì mình mới bay đi. Ngày hôm nay thì con của mình vẫn còn đi học và vẫn phải đưa đón. Chiều là đi ra tác nghiệp, xong là về là chở con đi học, sau đó là về là viết bài cho báo in, rồi dựng clip cho kênh YouTube Ngoài Đường Pit. Đó, xong rồi mới ăn tối rồi đi đón con, rồi bây giờ là mới quay lại là lên livestream với cả nhà. Cho nên là không có thời gian. Cái lúc chiều mà lúc mà 5 giờ, hình như là 5 giờ là đá rồi, là đá Futsal rồi, thì mình thấy có mấy anh em đội câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh á, những anh em mà đình công á, là họ cũng tranh thủ họ ngồi họ xem Futsal cho đỡ buồn. Thời vì các đồng đội thì vẫn đang tập ở bên trong, họ thì cũng chỉ làm nóng nhẹ nhẹ ở bên ngoài thôi. Cho nên là họ cũng không có, họ rất là rảnh, cho nên là họ tranh thủ họ coi cái Futsal. Bóng ơi, xin lỗi cả nhà, là cái âm thanh con gái mình đang xếp đồ nên là tác động vào trong. Xin lỗi cả nhà. Bạn G Bảo Nguyễn ở Bà Rịa Vũng Tàu thì an lành hơn rồi, về thành phố Hồ Chí Minh giờ cốt khổ tâm. Nói chung là với các huấn luyện viên thì họ rất thích được thử thách mình ở cái môi trường bóng đá V-League. Đó cũng là đẳng cấp cao nhất rồi. Cho nên là ngay cả với anh Trần Minh Chiến, một người đã được trải nghiệm, đã được từng trải với sân chơi V-League rồi, chứ chưa phải là chưa. Anh ấy làm ở câu lạc bộ Vicomex Bình Dương, cũng đã có kinh nghiệm, sau đó mới về Bà Rịa Vũng Tàu và làm, rồi bây giờ là quay trở lại với câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Thì đầu mùa giải là mình cũng đã có cuộc trò chuyện với anh Trần Minh Chiến, thì cả nhà nhớ có rất là nhiều những cái tự tin, có nhiều cái hoài bão. Tự tin là vì anh Chiến thì anh làm đội bóng bao giờ cũng vậy, luôn có cái bản sắc, trong đó cái yếu tố về phòng ngự chắc chắn luôn được đề cao hàng đầu.
Anh Chiến thì anh ấy là một cựu tiền đạo nổi tiếng. Nhưng mà rất tiếc là cái giai đoạn mà đang thăng hoa trong sự nghiệp thì không may là đứt dây chằng và cái cuộc phẫu thuật sau đó thì thất bại. Và nó khiến cho anh Chiến phải giải nghệ. Nhưng mà khi mà làm huấn luyện viên thì anh ấy luôn đề cao cái yếu tố là an toàn trong phòng ngự. Rồi sau đó là mới chơi tấn công, tổ chức các cái đợt tấn công và dựa vào những cái cầu thủ mà anh ấy rất là yêu thích. Đặc biệt là những cầu thủ phải có cái thể hình cũng như là có cái lối chơi tốc độ. Thì cái việc mà khi mà anh ấy nhận lời dẫn dắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì anh ấy cảm thấy rằng là có nhiều cầu thủ mà ở Bà Rịa Vũng Tàu rất là hợp để lên đá ở câu lạc bộ thành phố, nên anh ấy cũng đưa về. Và thực sự thì câu lạc bộ thành phố cũng đã có cái khởi đầu không đến nỗi nào ở giải năm nay, thậm chí là họ còn cầm hòa câu lạc bộ Hà Nội ở ngay trên sân Hàng Đẩy. Điều đó cho thấy rằng là về lối chơi, về bản sắc là anh Chiến anh chỉ cần thời gian thôi là câu lạc bộ thành phố hoàn toàn có thể nâng tầm lên. Cái vấn đề ở đây đó là những cái sự cố kiểu như là đình công như ngày hôm qua và ngày hôm nay như thế này là những cái điều mà ngay cả anh Chiến cũng như là rất là nhiều thành viên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì họ cũng không lường trước được cái việc đó, dẫn đến cái chuyện là bây giờ thì đang vào mùa giải và chuẩn bị đá cúp quốc gia thì lại xảy ra những cái câu chuyện mà căng thẳng như vậy, thì nó đẩy anh Trần Minh Chiến cùng với các trợ lý của mình và thậm chí là rất nhiều anh em cầu thủ là rơi vào cái tình cảnh cực kỳ khó xử. Tại sao lại khó xử? Với anh Chiến thì nãy giờ mình đã giải thích rồi, nhưng với các bạn cầu thủ, đó là những người đồng đội của mình ở trên sân, bây giờ họ phản đối, họ không tập luyện, họ ngồi đó. Các bạn ở trong cũng kiểu là khó mà có được cái sự tập trung cao độ nhất. Bạn mình còn đang ngồi ở ngoài kia kìa, đang phản đối ở ngoài kìa. Mình chơi bóng ở trong này, nếu mà có ghi bàn á thì cũng khó mà gọi là vui trọn vẹn. Mà nếu mà thua thì cái nỗi buồn nó sẽ càng cao hơn. Từ đó nó tạo ra một cái tâm trạng rối bời và khó xử cho chính các cầu thủ còn lại, những người mà đủ điều kiện và sẽ được phép để thi đấu ở cúp quốc gia, thì họ cũng sẽ cảm thấy rằng là cực kỳ là bối rối. Và điều đó nó sẽ khiến cho cái sự tập trung của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở cái trận đấu tại cúp quốc gia tới đây sẽ không thể nào mà gọi là tập trung cao độ nhất được. Đó là một cái thiệt thòi. Bạn Gia Bảo có bình thêm một câu: hai anh em mình có duyên thiệt, hẹn cà phê từ Vũng Tàu tới Sài Gòn mà vô tình thì lại gặp nhau ở Long An. Đúng vậy. rất là có duyên. Bạn đọc sách cầu thủ cách làm bóng đá Thái Lan. Để mình mở cái ánh sáng nó lớn lên xem. Cách làm bóng đá Thái Lan họ làm như thế nào mà họ lúc nào cũng thắng Việt Nam vậy ạ? Họ cho các cầu thủ ăn uống tập luyện thế nào? Về cái phần ăn uống thì mình không rõ về người Thái. Tại vì mình cũng tuy là đi Thái tác nghiệp rất là nhiều, nhưng mà ăn thì mình lo ăn của mình thôi, chứ mình không có xem người Thái, xem cầu thủ Thái họ ăn như thế nào, vì cũng chưa có một cái dịp nào mà thực tế là trực tiếp đi xem coi là cái cách dùng bữa của các cầu thủ Thái Lan ở các câu lạc bộ cũng như là đội tuyển quốc gia của họ như thế nào. Cái dịp mà cái lần mà gần nhất mà gọi là tiệm cận nhất chính là cái U22 Đông Nam Á, cái giải đấu mà ở Brunei mà mình đã kể rất nhiều lần, là năm 2014 đó mình đi cùng với các cầu thủ U19 Việt Nam đó, sang Brunei á, thì là lúc đó là do là Thái Lan và Việt Nam là mình là ở cùng với khách sạn, ngoài Thái Lan Việt Nam còn có một đội nữa đó là Timor Leste, thì là ba đội là ở cùng với khách sạn đó, thì là cái nhà ăn là nhà ăn chung và sẽ có cái giờ quy định. Ví dụ Việt Nam sẽ ngồi ở khu vực nào ăn vào lúc 11:30 đến 12:30 là phải xong bữa. Rồi Timor Leste là họ ăn từ 11:45 cho đến 12:45 là họ xong bữa, là họ ngồi ở một cái khu vực cạnh đó. Do là cái nhà ăn nó cũng không có quá lớn, cho nên là đội Thái Lan thì họ sẽ chốt cái giờ ăn của họ là 12:45 cho đến 1:30 chiều. Họ sẽ ăn sau cả đội Việt Nam và Timor Leste.
Nhưng mà cái lúc đó đó thì mình là cái đồ ăn là ai cũng như ai, tại vì không có lựa chọn về khẩu phần mà là cái nhà hàng của cái khách sạn đó họ nấu luôn. Cứ mỗi ngày là họ sẽ có một cái thực đơn họ để sẵn lên trên các cái bàn luôn. Ban huấn luyện hay là cầu thủ Thái Lan hay là Việt Nam hay là Timor Leste mà quan tâm thì cứ đi xuống, họ để sẵn cái thực đơn rồi. Ngày hôm nay là sẽ ba là buổi trưa nay là ăn cái gì nè, tối nay là ăn cái gì nè, họ để sẵn hết rồi. Còn lại là một số những cái món mà buffet. Buffet thì thường là rau, củ, quả, trái cây với lại thêm mấy cái gọi là chả giò, giống như chả giò Huế, chả giò chiên của mình á. Còn lại là những cái món ăn khác thì là những cái món ăn mà chế biến á, nấu nướng á, thì là họ sẽ dọn lên sau, nhưng mà cả ba đội thì y chang nhau. Thì cái lần đó đó mình có chia sẻ là nếu mà mình ở rất gần với người Thái nhưng mà ăn là do ăn giống nhau rồi cho nên là mình cũng không phân biệt được. Chỉ có một cái sự khác biệt lớn nhất ở cái lần đó là đội U19 Việt Nam mình có những đầu bếp của bên công ty Nutifood, tức là nhà tài trợ cho U19 Việt Nam mình ở thời điểm đó, thì cử nguyên cái phái đoàn đầu bếp, bếp trưởng, những anh bếp trưởng mà phải nói là siêu giỏi của chuỗi nhà hàng Mùa Vàng. Mùa Vàng thì có cổ phần của anh Trần Thanh Hải là chủ tịch công ty sữa Nutifood á, thì là anh ấy là một trong những cổ đông lớn của cái chuỗi nhà hàng Mùa Vàng ở trong Sài Gòn. Thì là đợt đó là khi anh ấy cung cấp về, anh ấy vừa tài trợ nhưng anh ấy cung cấp cả về dinh dưỡng cho U19 Việt Nam đợt đó, thì là anh ấy điều luôn hai hay là ba đầu bếp, trong đó có anh Phú, mình nhớ có anh Phú nè, anh Phú là người mà bây giờ mình vẫn còn gặp, còn lại là hai anh nữa, là ba đầu bếp siêu xịn sò, họ nấu rất giỏi. Và cứ mỗi buổi sáng là 4:30 đến 4:45 sáng là hai trên ba đầu bếp đó sẽ đi cùng với cái anh chủ của cái khách sạn đó. Anh ấy lấy xe hơi là chở hai đầu bếp đó đi đến cái chợ ở Brunei, mua toàn bộ những cái thực phẩm mà họ lên cái thực đơn để bổ sung thêm cho bữa ăn của U19 Việt Nam mình. Chẳng hạn ngày hôm đó là xác định là nhà hàng nấu cá thì là sẽ thiếu thịt, thì chắc chắn một điều là hai anh kia anh sẽ đi mua thêm thịt về và chế biến thành những cái món. Còn ngày nào mà thịt nhiều quá thì sẽ đổi sang gà, thịt heo nhiều thì đổi sang gà, đổi sang cá. Đó là lý do mà mình cũng thấy rằng là cái đồ ăn của U19 Việt Nam mình đợt đó thì được cải thiện rất là nhiều và có rất là nhiều cái món ngon. Nhưng mà còn về cái bữa ăn chung thì mình thấy là người Thái họ thích nghi cũng rất là nhanh. Nhà hàng nấu cái gì thì họ ăn cái đó thôi, họ không cần phải bổ sung thêm cái gì nhiều cả. Bạn Nguyễn Phú Hưng: không biết bao giờ thì Bùi Tiến Dũng của Thường Châu sẽ quay trở lại, bạn ấy cần được bắt nhiều hơn. Nói tóm lại là cứ được bắt nhiều thì sẽ nâng cao cái trình độ về chuyên môn lên. Bạn Nguyễn Huỳnh: bóng đá chuyên nghiệp kiểu như câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vậy thì nên dẹp đi, có bao nhiêu đội chơi bấy nhiêu cho gọn. Thực sự thì đến thời điểm này thì mình và rất nhiều anh chị em cũng đang ngạc nhiên với cái cách xử lý vấn đề của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với trường hợp của 12 cầu thủ này. Rõ ràng là nên có những cái cuộc gặp gỡ để mà tháo gỡ những cái khúc mắc ra. Mình thấy rằng là cái việc này nó đâu có gì là quá khó. Tại vì ở cái mùa giải 2022 này thì câu lạc bộ họ vẫn giải ngân tiền lương và thưởng rất là đều cho những cái tháng vừa qua. Và thứ hai nữa là một phần cái tiền lót tay của mùa giải 2022 cũng đã đến với các cầu thủ. Như vậy thì lý do gì mà tự nhiên một cái trục trặc ở cái mùa giải 2021 nó lại tạo thành một cái hố sâu khoảng cách và nó khiến cho cả hai bên nhìn nhau bây giờ lại có cảm giác như là kẻ thù. Như vậy thì làm sao mà có lợi được? Như vậy thì nó rất là ảnh hưởng đến đội bóng. Nên là mình hy vọng rằng câu chuyện này sẽ sớm được giải tỏa. Con chào chú Trần Đình Tâm. Chào cháu, chú thấy đội U23 không nên bổ sung thêm 3 tuyển thủ. Lý do là sau này khi giải U23 châu Á thi đấu thì lỗ hổng vị trí đó rất lớn, nên để cho cầu thủ trẻ thi đấu để có được bộ khung trọn vẹn hơn. Quá hay ạ. Chú nói cũng rất hay. Tuy nhiên là như con cũng đã chia sẻ rất nhiều lần,
chưa bao giờ mà huấn luyện viên Park lại chịu một cái áp lực rất là lớn, vì đây là SEA Games trên sân nhà. Thà rằng đây là một cái SEA Games nữa ở trên sân khách, mà chúng ta đến với tư cách là đội bảo vệ tấm huy chương vàng á, thì dù sao cái áp lực nó cũng nhẹ nhàng hơn là chúng ta đang chơi, chuẩn bị chơi ở trên sân nhà, ở trên sân Phú Thọ, rồi trên sân Mỹ Đình. Thì rõ ràng là cái sức ép ở đây là ở phía trên xuống, nó dã man lắm. Nó dã man đến cái mức mà cả đội tuyển bây giờ luôn có một cái cảm giác như là không được phép có sai số. Không ai nói, không ai tạo ra một sức ép nào cả, không ai nói một câu nào ra cả, nhưng mà tự cảm nhận được là hiểu rồi. Ngày hôm nay thì U23 Việt Nam chỉ có 6 hay 7 cầu thủ hội quân thôi, vì số còn lại là đang thi đấu ở cúp quốc gia cho các câu lạc bộ chạy đều trên cả nước, nên là họ sẽ hội quân sau ngày 12 tháng 4. Riêng với 3 cầu thủ là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh thì sẽ hội quân vào ngày 14 tháng 4. Họ cần thêm một cái thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn nữa để mà có được cái thể trạng tốt chuẩn bị cho cái SEA Games. Nhưng mà quay trở lại với cái chia sẻ của chú là nếu mà tạo thêm nhiều điều kiện cho các cầu thủ trẻ thi đấu để mà họ quen luôn với lối chơi, quen luôn với cái vị trí đó, để mà khi đá cái vòng chung kết U23 châu Á sẽ không còn bị bỡ ngỡ nữa, thì đó cũng là một cái chia sẻ mà con thấy rằng là rất là hay. Nhưng cái vấn đề ở đây là chúng ta cũng phải thông cảm cho ông Park thôi, khi mà bây giờ ông ấy mới là cái người chịu áp lực chứ không phải là chúng ta. Cho nên là ông ấy sẽ phải chịu toàn bộ cái trách nhiệm về cái thành quả của U23 Việt Nam ở trong cái giải đấu tới đây. Cho nên là ông ấy cần phải làm được tất cả những cái gì tốt nhất để mà còn có đường ăn nói. Bạn Long Nguyễn, cảm giác Sài Gòn FC vẫn chuyên nghiệp hơn câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Về cái so sánh này thì rõ ràng là mình thấy chưa có đủ cái thời gian để có thể trả lời được cái vấn đề này. Mình thì thấy rằng là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì họ đang có những cái rắc rối liên quan đến chuyện cầu thủ đình công vì nợ, vì thiếu tiền lót tay. Nhưng mà một cái điều quan trọng là họ lại tiến hành xây cái đại bản doanh của họ ở bên quận 7. Cả nhà có thể thấy đây là cái đại bản doanh của họ ở bên quận 7 đây, mà mình đã đến và ghi hình lại cách đây 2 tuần. Công trình vẫn đang thi công. Đây là 12 giờ trưa và đây là thời điểm mà công nhân bắt đầu rời khỏi khu vực thi công để mà đi ăn. Đó, cả nhà thấy không? Sân bãi cũng đã lên cỏ rồi nè. Bây giờ là chỉ cắt xén nữa thôi, xong rồi kẻ vạch. Rồi, còn đây là những cái công trình khác, như là ở phía dưới là các cái phòng chức năng. Còn ở đây chính là các dãy phòng dành cho các cầu thủ, họ sẽ ăn ngủ nghỉ ở đây hàng ngày và tập luyện hàng ngày ở đây luôn. Như vậy là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nếu như nói cái từ là ăn sổi ở thì mình cũng nghĩ rằng là nó không đúng. Nếu như là cách đây một tháng, khi mà ngoài đường Pit chưa đến cái khu chung cư Hoàng Quốc Việt này để mình quay lại cái đại bản doanh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đó, thì mình sẽ hoàn toàn đồng ý với những cái bình luận của anh chị em rằng là đội này họ ăn sổi thôi, đến bây giờ vẫn chưa thấy có cái gì căn cơ bài bản. Tuy nhiên là bây giờ thì mình sẽ phải thay đổi quan điểm, vì họ đang làm các cái công trình rồi để mà chuẩn bị là tháng 6 này là chính thức hoàn công và tháng 7 là chính thức bàn giao cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để quay trở về. Như vậy là họ đã xong cái nơi ăn, chốn nghỉ và cái nơi tập luyện. Như vậy là đã có những cái cách đi, những cái nước cờ căng cơ rồi. Chứ cũng không phải là chỉ là kiểu ăn sổi như trước đây nữa. Đó. Thì là muốn chê họ thì mình cũng không thể chê được ở thời điểm này. Cái vấn đề ở đây là cái sự trúc trắc trong cái câu chuyện về tài chính của cái năm 2021. Cái năm mà câu lạc bộ thì họ sẽ gặp khó khăn về dịch. Và đó là cái điều mà họ cần cầu thủ chia sẻ. Và cầu thủ thì họ cũng sẵn sàng và họ đã chia sẻ rồi. Nhưng mà theo họ thì chia sẻ ở một cái chừng mực vừa phải thôi. Chứ còn nếu mà chia sẻ theo cái mức mà chỉ nhận được 10-15% cái tiền lót tay của cả một năm, lẽ ra là nhận được 1 tỷ, mà bây giờ nhận được 150 tỷ,
Tức là mất 850 tỷ thì cầu thủ nào mà họ chấp nhận được cái chuyện đó? Họ sẽ có những cái phản ứng ngay. Ví dụ như là họ chỉ mất 300 triệu vẫn nhận được 700 triệu như là cái đề nghị của họ đó, thì là họ sẽ ok ngay. Mình nghĩ rằng đó không phải là một cái vấn đề gì quá lớn, vì họ vẫn có được một cái nguồn thu và họ cũng sẽ hiểu được cái chuyện là cũng không đá được nhiều, cũng không cống hiến được bao nhiêu nữa, mà nhận được thôi 700 thì cũng an ủi, thì họ sẵn sàng. Nhưng mà vấn đề ở đây là có những người là chỉ nhận được 10%. Như vậy là nếu mà những cái bản hợp đồng chẳng hạn như Bom Tấn đi, chẳng hạn như Bùi Tiến Dũng mà dự đoán tầm khoảng 2 tỷ mà bây giờ 10% thì 200 triệu, thế mất 1 tỷ 8. Thế thì làm sao mà Bùi Tiến Dũng chịu được mất 1 tỷ 8? 1 tỷ 8 là một căn nhà chung cư rồi các bạn à. Ở bên quận 7 mua được căn tỷ 8 vẫn mua được đó, tầm 50 mét hoặc là thôi cố thêm hai cố thêm lên sao mà khoảng 2 tỷ 3 là coi như là đủ rồi. Như vậy là một năm mất một căn nhà thì làm sao mà họ ngồi yên được. Thanh xuân thì của cầu thủ thì lại rất ngắn. Sự nghiệp của cầu thủ, cái gọi là cái tuổi nghề của các cầu thủ dao động từ 10 năm cho đến kịch kim là khoảng 17, 18 năm là coi như là đỉnh rồi. Thì là mất một năm như thế này, mất được một khoản tiền rất là lớn như thế này thì là một cái điều mà khiến cho các cầu thủ họ cũng rất là trăn trở. Bạn CBL Soccer TV, anh biết cụ thể Quang Hải sang câu lạc bộ nào chưa anh? Ngày mai 14:30 tuyển nữ giao hữu với Hàn Quốc, anh dự đoán thế nào? Với câu của đội tuyển nữ thì anh không dự đoán, vì anh không có thích cái câu chuyện về dự đoán. Anh cũng thỉnh thoảng hay làm mini game để cho mọi người dự đoán, để mà trúng những cái áo ngoài đường pip. Và sắp tới này cũng sẽ làm tiếp để mà tiếp tục mang đến cho anh chị em những chiếc áo. Nhưng mà còn cá nhân anh thì lại anh không thích dự đoán. Còn về cái câu thứ đầu tiên của em đó là Quang Hải sang câu lạc bộ nào, thì đến thời điểm này là không có một thông tin nào cả. Tất cả đều là chỉ là dự đoán mà thôi. Và khi đã dự đoán thì anh cảm thấy rằng là nó không có đầy đủ cái cơ sở, và rất dễ bị kiểu giống như là dắt mũi. Mình có cảm giác như là mình đang là quân cờ, đang là con rối trong tay của một vài người. Họ có thông tin nhưng mà họ lại cố tình họ xì ra một cái thông tin nó không liên quan, rồi họ đùa cợt này nọ. Mình cảm thấy nó không có hợp lý, giống như mình là con rối của họ vậy. Nên là mình không có, thà là tìm hiểu, xác nhận, chắc chắn, giấy trắng mực đen, thấy rõ, lên chúng ta bình luận luôn. Vì từ thời điểm mà có được cái thông tin chính thức, chúng ta bình luận nó rất là tập trung vào chủ đề. Và thứ hai nữa là nó đã là cái sự thật thì nó sẽ cho chúng ta được rất là nhiều những cái câu chuyện nối tiếp theo đó, mà nó đi theo đúng hướng hơn. Còn bây giờ không khác gì chúng ta là những con rối cả. Mình xin phép chia sẻ một xíu là sáng ngày mai thì mình cũng sẽ khai trương quán cà phê, khai trương lại quán cà phê ở Hải Dương. Thì anh chị em nào mà quan tâm thì có thể là đến để ủng hộ cho mình. Địa chỉ là bao nhiêu em? Hỏi lại cái địa chỉ của quán cà phê mình ở Hải Dương mà mình cái đường nó rất là khó nhớ. Cả nhà đợi mình một xíu đi, mình kiểm tra lại chút nữa thì cái đường khó nhớ lắm, cái tên khó nhớ thực sự luôn. À, số 3, đường Vũ Công Đáng, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Rất là cảm ơn cả nhà. Đây là quán cà phê của mấy anh em mình. Lần trước thì mình mở ở đường Thanh Niên, ở ngay gần bến xe Hải Tân. Nhưng mà rất tiếc là dịch quá rồi, cuối cùng là cái đoạn đó ngày một vắng hơn. Cho nên là ông chủ, ông quyết định là ông lấy lại cái mặt bằng. Nên là bọn mình là quyết định là thôi, chuyển chỗ.
và tiếp tục mình cũng tiếp tục thêm một năm nữa đầu tư xem liệu có khả thi hơn không, có thành công hơn không. Cho nên là anh chị em nào mà quan tâm thì có thể đến quán cà phê Ông Bầu, sẽ có 3 ngày khai trương và sẽ có nhiều cái chương trình giảm giá về thức uống. Anh chị em nào mà ở Hải Dương thì có thể đến để ủng hộ cho Ngoài Đường Pip. Mình rất là cảm ơn cả nhà. Bạn Iron Dome, báo chí đưa tin chủ tịch Hữu Thắng gửi thông báo đến cầu thủ mà không có sự bàn bạc trước và hơi cứng nhắc, giống như ép buộc cầu thủ phải chấp nhận, nếu không thì sẽ làm mạnh tay hơn, hơi tiếc cho cách xử lý như thế này. Đúng vậy, có thể nói là những cái quyết định như thế này nó rất là nặng và nó chạm vào cái sự tự ái rất là lớn của anh em cầu thủ, nên là đương nhiên là họ sẽ có những cái phản ứng. Rất là cảm ơn Iron Dome đã chia sẻ. Bạn gấu bự, Mr. Gấu Bự Dũng ơi, Quang Hải sang áo ký hợp đồng với câu lạc bộ Athens à? Không, Dũng không có biết thông tin này. Quang Nho, Dũng Quang Nho, Bình Định không à, Bình Định không anh ơi. Thôi ngày mai anh đi play cool, em trai đi Bình Định đi. Anh vừa mới từ Bình Định về đây. Mệt rồi, chơi ở Bình Định 3 ngày là đủ rồi. Đang dự định là 20 đi đám cưới của Hồ Tấn Tài ở ngoài Bình Định nữa, mà đang có AFC Champions League trong này nên là không biết là sắp xếp đi ra ngoài đó thì sẽ như thế nào nữa. Rối quá. Cố gắng thi đấu thêm một trận nữa rồi lên U23 nha nho. Bạn vui chịu chịu vui. Mình nghĩ bóng đá Việt Nam mình còn thiếu chuyên nghiệp, cứ như vậy bóng đá Việt Nam bao giờ mới vươn tầm được một con sâu làm giàu nồi canh, làm rầu nồi canh chứ không phải làm giàu. Làm giàu là ai cũng vui hết á, làm giàu nồi canh làm mất vẻ đẹp của bóng đá Việt Nam. Bóng đá Việt Nam mình thì nói thẳng ra là vẫn sống bằng cái nguồn sữa đến từ Ông Bầu, nhưng mà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì các ông bầu mà thực sự của đội thì là những đại gia rất là khủng, và họ đứng phía sau để họ chủ yếu là chi tiền cho đội bóng vận hành thôi. Mình nghĩ rằng là với cái nguồn tiền của các cái đại gia thì mình nghĩ rằng là không phải là cái vấn đề quá lớn đối với câu lạc bộ trong cái việc chi trả. Ở đây là có những cái phản ứng từ hai bên và ngày càng bị căng thẳng hơn, với lý do rất là đơn giản là họ không có ngồi lại với nhau để mà nói chuyện. Chứ còn mình nghĩ rằng là có một cuộc trò chuyện và gặp gỡ công khai thì mọi thứ nó sẽ êm đẹp, nó kết thúc êm đẹp hơn rất nhiều. Nó không phải là cái tình trạng đến cái mức mà bây giờ là bỏ dở cái buổi tập 2 ngày hôm nay như thế này đâu. Mình gửi lời chào đến bạn Nga Trần. Bạn Chess Siêu Chớp, SEA Games môn cờ vua Việt Nam đăng ký mấy phần anh? Liên Quân Mobile mấy phần thi? Anh nghĩ Việt Nam có nhất toàn đoàn không anh? Em hỏi hai cái môn mà anh còn không hề biết nữa. Anh không chơi, thứ nhất là không chơi game, thứ hai là không chơi cờ. Nên là hỏi anh hai môn này thì anh đứng hình luôn, anh bó tay. Anh đã bỏ các môn thể thao từ rất lâu rồi. Chỉ còn một môn mà thỉnh thoảng đến Olympic thì anh mới làm. Vì anh chơi thân với Nguyễn Tiến Minh thì là đó là nên là anh làm cầu lông. Anh nhận làm cầu lông thì khi mà có vấn đề gì là anh chỉ việc gọi điện là Tiến Minh sẽ trả lời, thì là trả lời được liền. Chứ còn các cái môn thể thao khác là có anh em khác trong báo của mình là xử lý hết. Mỗi anh em là không cần phải đụng chạm đến cái mảng của nhau cả, để mà không phải bị quá dàn trải. Cho nên là em hỏi một cái là anh không biết trả lời sao luôn. Anh chỉ phụ trách bóng đá, mà bóng đá thì anh cũng chỉ phụ trách đội tuyển, đội U23 và các câu lạc bộ ở V-League. Thôi còn lại là một người em khác là họ sẽ phụ trách về Futsal, về giải hạng nhất và về các giải trẻ. Toàn bộ các giải U19, U21 này nọ là bạn đó bạn phụ trách hết.
để mà chia việc ra thì sẽ đỡ mệt hơn. Chứ mà một ngày mà đòi cán đáng hết tất cả như thế là không thể nào chịu nổi. Con gửi lời chào đến chú Trương Tấn Tài, bạn Mr. Gấu Bự, bạn Trần Hiển 18 Nam Định. Nam Định đã giải quyết xong, đúng rồi, câu chuyện về Nam Định thì nó chỉ khúc mắc ở cái chuyện đó là cái phần bàn giao thì còn phải chuyển giao cho kế toán, rồi họ còn hoạch toán thu chi kế toán mới mà họ sẽ phải xem xét lại những cái hồ sơ, những cái quyết toán của cái đơn vị cũ đã. Họ xem xong, họ kiểm tra, họ thấy mọi thứ ổn rồi thì họ mới đồng ý. Và khi đó thì là lãnh đạo mới bắt đầu là ký để duyệt chi tiền. Cho nên là mình nghĩ rằng là câu chuyện của Nam Định nó không phải là cái vấn đề là bỏ của chạy lấy người hay là không xù tiền của các cầu thủ. Mà ở đây chỉ đơn giản một điều đó là chuyển giao thì nó cần phải thời gian thôi. Bạn Nga Trần, đám cưới Thành Trung có đồng đội trên tuyển và thầy Park không anh? Anh nghĩ rằng là bất kỳ một thành viên nào ở thời điểm này mà cưới thì đa phần là bạn bè mà thôi. Còn các thành viên của đội tuyển thì có lẽ là rất là khó để họ có thể có mặt. Nếu như là họ hội quân, họ đang hội quân để chuẩn bị SEA Games thì họ cũng khó có mặt nè. Và thứ hai nữa là ví dụ như nhóm cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai mà có muốn ra để mà đi thì cũng bó tay luôn. Tại vì đá AFC Champions League là sẽ bước vào cái quy trình bong bóng khép kín. Không biết là lần này thì AFC Champions League này khép kín đến mức nào. Chỉ biết là cũng vẫn khép kín và cũng vẫn có những cái quy định rất là gắt gao. Cho nên là cũng khó mà đi được, kể cả cái đám cưới của bạn Hồ Tấn Tài cũng vậy. Thì chỉ có những anh em ở đội Bình Định nè, rồi những anh em mà ở các cái câu lạc bộ mà không phải đá AFC Champions League thì mới sắp xếp để vô được. Anh Kim Nguyễn, em chào anh. Cái áo có chữ ký của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thì em đã gửi cho anh rồi. Hình như là hôm nay là cũng đã đi ra tới ngoài Hà Nội rồi, để em thử kiểm tra coi. Hành trình đơn hàng. Đơn hàng hiện tại là đang trung chuyển đến kho trung chuyển Hà Nội 02 rồi. Như vậy là em nghĩ là ngày mai là anh Kim sẽ nhận được cái áo thôi, tại vì từ Hà Nội mà xuống Hải Dương thì chắc là rất là nhanh, xuống Hưng Yên. Anh Kim là một thành viên của hội cổ động viên Phố Hiến, rất là vui, rất là dễ thương. Bạn Bình Nguyên có hỏi là có khi nào câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh lại như Quảng Ninh kêu cứu không dũng? Mình nghĩ rằng là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì không, họ sẽ không đến mức đó đâu. Nhưng mà vấn đề là cái câu chuyện này nó nằm ở cái sự tự ái lẫn nhau á. Các bạn biết rồi, không bên nào là chịu họ sai. Thực ra thì phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là họ sai. Nhưng mà lãnh đạo thì các bạn biết rồi, lãnh đạo thì chẳng lẽ lại nhận sai. Cho nên là sẽ cương quyết làm rắn. Nhưng mà mình nghĩ rằng là khi nếu mà làm rắn mà không khéo, mà dẫn đến Đáo Tụng Đình đưa ra tòa rồi thì lúc đó là xuống nước cũng không kịp nữa. Nên là mình nghĩ rằng là chắc là sẽ có cuộc gặp gỡ nhau thôi, ngay ngày mai thôi, chứ cũng không đâu xa đâu. Bạn Cỏ Dại có chia sẻ, bản thảo Dũng đọc có lẽ được soạn thảo bởi một luật sư hay một người rất chuyên về luật thể thao. Mình cũng nghĩ như vậy. Em chào anh Nghĩa. Bóng đá là một trong những món ăn tinh thần, vì vậy đừng lợi dụng bóng đá mà tạo xì căng đan. Bạn Đỗ Nga công nhận thương cho huấn luyện viên trưởng của đội câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nói thật là ban lãnh đạo hành xử không chuyên nghiệp với cầu thủ trước. Đúng vậy. Cái văn bản mà lúc nãy mình đọc mà anh em cầu thủ họ up lên thì nó rất là bài bản, và khi đọc thì chúng ta sẽ hiểu được cái vấn đề. Ở đây là các cầu thủ họ đã chấp nhận chịu thiệt cũng rất nhiều vì câu lạc bộ, vì cái chung của cả một tập thể.
họ sẵn sàng là giảm lương, lương nhận 50%. Đó. Cái thứ hai nữa là họ sẵn sàng là đồng ý là giảm cái phần lót tay xuống, ví dụ là 30%, họ chỉ nhận 70%, từ 50 đến 70% thôi. Tuy nhiên là nghe đó, đến cái mức mà nhận 10% thì làm sao mà họ chấp nhận được. Bạn Nguyễn Thành Nam: chúc anh Dũng nghỉ lễ, ra nhiều clip nha. Giả man quá ông. Tôi nghỉ lễ mà ông chúc tôi ra nhiều clip thì có nói chứ, ra nhiều clip tức là phải đi nhiều đó. Chúc thật là biết yêu thương thiệt. Ông Nam, ông Nguyễn Thành Nam này. Nguyễn Thành Nam là một cổ động viên của Nam Định và bạn ấy có 10 năm sống và làm việc ở Nhật Bản, rất giỏi. Nói chuyện rất hay, rất thú vị. Bạn là Tính Phạm ở Cần Thơ: có quán cà phê ông Bầu nằm ngay phía trước showroom của Gạch Đồng Tâm Long An, liệu có mối quan hệ gì của hai ông Bầu không anh? Thì cà phê ông Bầu là của ba ông hùng vốn lại, đó là Bầu Đức, Bầu Thắng và ông Trần Thanh Hải, chủ tịch của Nutifood đó em. Như là quán cà phê ông Bầu của anh là bọn anh cũng nhượng quyền, một năm là sẽ trả bao nhiêu tiền cái phí nhượng quyền cho phía cà phê ông Bầu để mà bọn mình duy trì cái tên cà phê ông Bầu chẳng hạn. Thì vì cái tên cà phê ông Bầu thì thực ra nó là chuỗi cà phê rồi, thì người ta sẽ có nhận diện thương hiệu nó tốt. Nên là bọn mình sẽ, tất cả những quán cà phê mà mở trên khắp cả nước thì đều sẽ trả một cái phí, gọi là cái phí nhượng quyền mỗi năm chẳng hạn, là bao nhiêu, mấy chục triệu hay là bao nhiêu đó. Nhưng mà thực ra thì với mình thì được miễn cái phí đó. Cứ đến năm thì mình lại gọi cho anh Hải, nói là anh đến năm rồi, gạch cho em cái phí đó. Thì là anh Hải sẽ báo cho cấp dưới, cấp dưới sẽ nốt lại cái quán của mình là anh Hải chỉ đạo là không lấy cái phí nhượng quyền đó, cho mình giảm được một cái phần về tài chính, cái doanh thu đó đi, nó đỡ mệt, nói chung là đỡ nặng đầu. Giải trí: Dũng ơi cho mình hỏi, theo luật lao động đình công như vậy thì có bị chấm dứt hợp đồng không? Không, đến thời điểm này là các cầu thủ họ làm đúng luật và hoàn toàn không có việc là muốn chấm dứt hợp đồng dễ dàng như vậy đâu. Bị kiện là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn là thua về luật, vì cái việc mà các cầu thủ câu lạc bộ Thành phố họ có những cái phản ứng theo kiểu như vừa rồi á, như chiều ngày hôm nay á, thì là chắc chắn là cũng đã được các luật sư họ đã hướng dẫn cho rồi. Cho nên là chắc cú lắm, làm chắc tay lắm chứ không phải đơn giản. Bạn Nguyễn Quân: cho em hỏi anh Dũng, là những cầu thủ nội còn lại của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mà không đình công thì họ đã nhận đủ lót tay hay họ chịu chia sẻ với câu lạc bộ? Họ cũng giống như các cầu thủ kia là họ cũng đã vừa mới trải qua cái việc chia sẻ. Tuy nhiên là một số cầu thủ thì là họ vừa mới đầu quân, hoặc là họ đã nhận đủ lót tay rồi. Họ đã nhận, vì mỗi một cầu thủ khi ký hợp đồng với câu lạc bộ thì luôn có những cái điều khoản khác nhau tùy theo cái thương thảo trước đó. Ví dụ như có những cầu thủ sáng giá thì họ sẽ chia sẻ như thế này: khi mà họ chuẩn bị ký hợp đồng, họ nói là em muốn nhận luôn cục tiền đó, trách nhiệm còn lại của em là đá đủ cho đội 3 năm chẳng hạn, em muốn nhận luôn một cục. Mà cái cầu thủ đó ví dụ là họ nổi tiếng đi, họ có tiếng nói đi và họ đang lên đi chẳng hạn, thì khi mà đề nghị như vậy thì câu lạc bộ mà là ok rồi thôi, thích thì chiều, trả luôn cho mày một cục. Thì với những cái cầu thủ mà nhận một cục đó rồi thì họ đâu còn gì nữa đâu phản ứng, tiền họ nhận hết rồi, giờ có cắt lương thì họ vẫn còn cái cục lót tay kia mà họ gửi ngân hàng hay là họ đi mua nhà đất gì là xong hết rồi đó. Cái câu chuyện lại nằm ở đó. Còn có những cái bản hợp đồng là thỏa thuận là trả theo mùa, ví dụ như là 3 năm 6 tỷ thì mùa đầu 2 tỷ, mùa 2 2 tỷ, mùa 3 2 tỷ, mùa đầu 2 tỷ thì nhận vào tháng 1 là đầu tháng đầu năm thì nhận 1 tỷ trước, rồi tháng 6 nhận tiếp 1 tỷ nữa, rồi cứ thế. Đó, thì nó dẫn đến cái câu chuyện là một số cầu thủ là chưa có cái lót tay đó, rồi bây giờ là bị cắt như thế thì họ nổi khùng lên, họ phản ứng. Bạn Đức Minh: tháng 9 này Thành Trung rất có thể rời câu lạc bộ Hà Nội về Bình Định với Đình Trọng rồi anh. Ồ,
Một thông tin khá là lạ ha, anh mới nghe đó. Bạn Thu Thảo, anh có thấy Tiêu Essan và Huỳnh Tuấn Linh may mắn không anh? Về Hoàng Anh Gia Lai năm ngoái đá quá hay. Tiêu Essan và Tuấn Linh là thực sự là cả hai trường hợp này mình khá là bất ngờ khi mà họ lại cập bến câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải năm ngoái. Mình thì trước đó là mình hầu như là có kết bạn với Tuấn Linh ở trên Facebook thôi, nhưng mà chưa có bao giờ mà tương tác gì luôn á, tức là cũng kiểu thấy nhau đăng cái gì lên thì cũng coi cho biết vậy thôi, chứ còn chưa có tương tác. Năm ngoái thì mới bắt đầu là tương tác, thấy anh chàng này cũng rất là dễ thương. Còn Tiêu Essan thì mình gặp rất là nhiều ở câu lạc bộ thành phố rồi, ngay từ cái thời điểm mà bạn ấy được lần đầu tiên được gọi lên U23 đó thì đã nhận được cái sự chú ý rất là lớn. Tại vì Tiêu Essan thì bạn ấy là mẹ là người Việt mà cha là người Pháp, cho nên là cũng là một cái trường hợp rất là đặc biệt và nhận được cái sự quan tâm lớn của dư luận ở thời điểm đó. Thì khi đó mà mình cũng có đến câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đều mỗi tuần mà. Lúc đó mình hay đi quay, nên là mình cũng chú ý đến nhân vật này. Thì có cái điều mà mình nhớ nhất đó là khi mà bạn ấy vừa về được vài tuần thì là bạn ấy bị gọi là không có được thầy Chung Hae Sung cho tập. Thì mình cũng hơi ngạc nhiên, bắt ngồi ở ngoài và lâu lâu mới cho vô chạy vô tập chuyên môn thôi. Thì mình cũng khá là ngạc nhiên. Thì là một lúc sau thì là Tiêu Essan có đi lên trên khán đài, thì là có một cái ông á, ông ngồi ngay sau lưng của mình. Lúc đó mình xong rồi, mình quay xong rồi mình cất đồ. Thế là mình thấy cái ông đó thì ông cứ ngồi ông coi từ đầu mà, nên mình cũng không để ý lắm. Cũng thấy thỉnh thoảng nói chuyện với một số thành viên của câu lạc bộ thành phố, ông nói vang vang vậy đó. Thì mình nghĩ rằng là chắc là người quen gì đó. Thế là đến lúc mà Tiêu Essan đi lên trên khán đài thì ông quay ra ông chửi cho một tăng luôn. Ông chửi mày là mày bỏ cái tật đó đi rồi, vừa đi lên tuyển về là mặc vân vân lên là hả, thầy chị cho mày tới nơi tới chỗ. Thì lúc đó là mình ngỡ ngàng luôn, mình không biết có chuyện gì xảy ra. Thì sau đó mình mới hỏi anh em trong đội, thì là mới nói đây là chú của Tiêu Essan. Thì là mình mới hỏi chuyện ổng, thì ổng nói là Tiêu Essan là mới lên có mấy ngày thôi là báo cao quá rồi, bắt đầu là nó mang cái tư tưởng là ngôi sao liền, nên là về đây là chị ngay lập tức, tôi là tôi nhìn thấy liền, cháu thôi mà nhìn thấy vấn đề liền là tôi chấn chỉnh nó liền để nó tập trung. Thì là sau đó mình thấy bạn ấy rất là cầu thị luôn, biết lắng nghe và nỗ lực tập luyện, và đùng một cái là lên Gia Lai. Nên là mình thấy rằng là lên, nếu mà lên Gia Lai và tiếp tục gắn bó giống như là thời điểm vừa rồi chẳng hạn, thì mình nghĩ rằng là Tiêu Essan hoàn toàn có thể phát triển trong tương lai. Bạn Vinh Âu, em đăng ký hai kênh của anh rồi mà anh like YouTube không báo anh ạ, toàn vào xem khi sắp kết thúc like rồi ấy. Anh chia sẻ với Vinh Âu cái đây là cái vấn đề mà rất nhiều bạn hồi trước đến giờ cứ hay hỏi là tại sao mà mình lên like á, là không có nhận được cái thông báo trên YouTube. Đó là vì các bạn đã đăng ký quá nhiều kênh trong mỗi ngày, đã đăng ký quá nhiều, subscribe quá nhiều kênh rồi, nên là theo thứ tự mỗi ngày thì YouTube họ chỉ cho từ 3 đến 4 cái thông báo thôi. Đến cái clip thứ 5 lên của một cái kênh khác lên thì là sẽ không thông báo nữa, để tránh các bạn bị làm phiền trong suốt một ngày. Đó là cái lý do mà ví dụ như bạn đăng ký kênh ca nhạc, bạn đăng ký thêm những cái kênh về bóng đá khác nữa, thì khi mà họ lên trước mình đi chẳng hạn, cái điện thoại của bạn nó báo 3-4 lần trong một ngày thôi. Từ 8 giờ sáng chẳng hạn, nó báo đến khoảng 11 giờ đủ 4 cái rồi, là từ sau đó là có ai lên cái gì nữa cũng không, các bạn cũng không biết được. Nên là mình chia sẻ là unsubscribe luôn, bỏ theo dõi, thì chỉ đăng ký của mình thôi, thì tha hồ lúc nào mình lên sóng là các bạn cũng thấy được hết. Thì chỉ có một giải pháp đó thôi, không còn cái giải pháp nào nữa. Mai Hồng Hải, Hai Dũng, cho anh hỏi là Phan Thanh Hậu rời thành phố Hồ Chí Minh đi đâu em? Dạ, bạn Hậu thì vẫn là câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Trước khi mà chúng ta tiếp tục thì mình xin gửi đến 45 giây giới thiệu cho thương hiệu supersport.com.vn. Xin mời cả nhà cùng theo dõi ạ.
Rất cảm ơn cả nhà đã theo dõi, và bây giờ thì chúng ta sẽ lại tiếp tục với cái phần tập luyện của các cầu thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Mình cứ để hình ảnh chạy như thế này và chúng ta sẽ tiếp tục tương tác với nhau. Bạn Iron Dome, câu lạc bộ Hà Nội cứ để cầu thủ hết hợp đồng mới chịu làm việc, như vậy là rất bất lợi. Năm nay như Đình Trọng, Quang Hải, Thành Trung, sang năm thì có Thành Lương, Văn Quyết. Đúng vậy. Bạn Jimmy, anh ơi có thông tin Hồ Tấn Tài và Phạm Văn Cường trở lại tập luyện sau một ngày lãng công, sau khi được chủ tịch câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thuyết phục. Cái này thì đúng rồi. Ngày hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ cái thông tin này ở đầy đủ cả hai kênh, kênh Ngoài Đường Pit cũng như là kênh Vlog Ngoài Đường Pit. Cả nhà một chút nữa có thể xem lại từ đầu để nắm được những cái thông tin mà mình đã chia sẻ. Cái này là hoàn toàn chính xác nha Jimmy. Bạn Tí Tẹo, anh nghĩ Tuấn Anh có cải thiện được thể lực không và có suất đá chính không? Theo như mình thì rất có thể là huấn luyện viên Kiatisak sẽ xoay tua các tiền vệ, trong đó thì ở trận đấu đầu tiên thì Minh Vương và Xuân Trường đương nhiên sẽ lãnh cái ấn tiên phong đá chính ngay từ đầu, trong khi là Tuấn Anh thì có thể sẽ phải dự bị. Ở thời điểm này thì Tuấn Anh đang gặp rất là nhiều cái vấn đề về thể lực của bạn ấy, và chắc chắn là huấn luyện viên Kiatisak sẽ bắt đầu cân nhắc để có thể là từ trận thứ 2, trận thứ 3 trở đi thì Tuấn Anh sẽ thi đấu nhiều hơn. Nên tất nhiên đây cũng chỉ là những cái dự đoán thôi, vì nó còn phụ thuộc vào cái thời điểm chuẩn bị chuyên môn nữa. Bởi gặp những cái đối thủ mà quá mạnh đến từ châu Á như thế này thì rõ ràng là cái bất lợi rất là lớn dành cho thầy trò huấn luyện viên Kiatisak. Lần lượt là Yokohama F Marinos vào lúc 18 giờ ngày 16 tháng 4, ngày 19 tháng 4 cũng 18 giờ thì gặp Sydney FC, và đến ngày 22 tháng 4 thì sẽ đối đầu với Jeonbuk Hyundai Motor. Mình cũng chia sẻ luôn là cái đội đầu tiên đó là Yokohama F Marinos, thì có một người anh rất là thân của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, đó là anh Trần Tấn Phát, thì anh là học bên Nhật và anh ấy rất giỏi tiếng Nhật. Ngoài ra thì cái đội Yokohama từng sang Việt Nam mà thi đấu giao hữu ở cái giải U21 thì phải. Anh Phát cũng chính là người đã làm thông dịch viên. Thì là hôm vừa rồi anh ấy có nghiên cứu lại về câu lạc bộ Yokohama này, và anh ấy có những cái phân tích mà anh ấy cho rằng là quá tầm. Anh nói thẳng luôn là anh ấy yêu Hoàng Anh Gia Lai vô cùng đi chăng nữa, nhưng mà anh ấy thực sự là anh ấy nhận định rằng là đối thủ ở một cái trình gọi là trên cơ rồi. Rất khó để mà Hoàng Anh Gia Lai mơ đến được có điểm, chứ đừng có nói là muốn ăn cái gì thì ăn. Anh nói là đang nghiên cứu Yokohama F Marinos để tư vấn cho anh Sắc kiếm 3 điểm, nhưng sao thấy chua quá. Họ đang đứng thứ hai ở J-League, thủ môn Yohei Takaoka từng đối đầu với Công Phượng và hiện cũng là thủ môn dự bị ở đội tuyển Nhật Bản. Hàng tiền đạo khá mạnh với những chân sút đến từ Brazil. Tuấn Linh, Hữu Tấn hay là Kim Đông Su sẽ vất vả lắm đây. Sơ đồ 4-1-2-3 là sơ đồ thường được Yokohama F Marinos sử dụng. Từng được gọi là thiên tài khi Arsenal mua về, nhưng sau đó phải phiêu bạt giang hồ rồi bây giờ quay trở lại chơi cho Yokohama. Đó là Miyachi thì có sở hữu cái tốc độ như gió. Vâng, sẽ rất là mệt nhưng hy vọng là sẽ có điểm cho Hoàng Anh Gia Lai FC, một điểm là quá vui. Đó là cái bình luận của anh Trần Tấn Phát mà mình thấy rất là chính xác, tại vì anh Phát ảnh quá rành về bóng đá Nhật Bản mà. Anh ấy cũng phân tích rất là nhiều và anh ấy cũng ở bên đó bao nhiêu năm, mười mấy năm trời. Nên là anh ấy cũng rành giống như là bạn Nguyễn Thành Nam mà hay xem kênh của mình vậy đó. Bạn cuộc sống, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là chuyên nghiệp ổn định nhất. Theo mình nhìn nhận, Bầu Đức rất có tâm. Đến thời điểm này thì cái chữ Bầu Đức có tâm trong bóng đá thì nó là chắc chắn 100% rồi. Bây giờ thì
kể cả có là anti-fan hay không anti-fan thì có muốn nhận định khác về Bộ Đức cũng rất khó. Tại vì đến thời điểm này, sau quá nhiều những cái thăng trầm trong bóng đá, trong kinh tế của ông, thì nhìn ra được cái vấn đề rồi. Nói chung là mình không cần phải bơm, thổi phồng hay làm cái gì nữa. Bạn nào không tin, bạn nào hoài nghi, 800.000 bay lên, 800.000 bay về, khách sạn ở homestay, 180.000 đến 220.000 homestay đẹp long lanh ở khách sạn ở gần sân Pleiku thì là 250.000 cho đến 400.000 là ở hài lòng. Đi taxi xuống 200k, 220k, 280k tùy vào hãng. Đi thẳng xuống dưới Hàm Rồng, vô sân, vô tham quan thoải mái, không mất tiền. Đi ngược lại thêm 220k, 280k tùy. Tự các bạn sẽ có được câu trả lời rõ ràng nhất về cái tâm của Bộ Đức ở cái mức độ nào. Những gì mà các bạn được thấy, các bạn có thể ở ngoài, các bạn có thể đến ngày nào đến cũng được, và xem những cái sinh hoạt thường nhật của tất cả những con người trong cái trung tâm thể thao Hàm Rồng đó. Vì đơn giản một điều, nó không chỉ nằm ở lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Sơn Trường, mà nó nằm ở hàng trăm em còn lại. Những em mà mỗi ngày gọi là cái gì ta, mà mọi người hay đùa là cái gì chạy bằng cơm rồi cái này cái kia đó, thực sự là ăn uống, học hành, di chuyển, trang phục, đồng phục tập luyện, đồng phục đi học, giày dép mỗi tháng. Ôi dồi ôi, mình chia sẻ với mọi người chứ nhìn vô là choáng luôn. Một cái khoản tiền nuôi năm này qua năm khác nó cứ kéo dài như thế, nhìn thì thực sự là mình quá là nể câu chuyện đó. Còn về chuyện làm ăn thì nó gọi là lúc lên lúc xuống là chuyện bình thường. Còn nguyên một cái giai đoạn vừa rồi rất là khó khăn, nhưng mà ông ấy gồng làm sao mà để cho bóng đá vẫn có thể nuôi được đội bóng, là mình thực sự là mình quá là trân trọng. Khi mà mình nhìn, mình chỉ cần đối chiếu từ cái những cái câu chuyện về cái lò đào tạo này thôi là mình đủ rồi. Thì là bạn nào mà không tin thì cứ lên xem thôi. Bạn Trần Đức Bình, Hoàng Anh Gia Lai hai mùa trước còn nợ lương 3 tháng, Công Phượng còn đăng bài lên tiếng đấy, bớt hoang tưởng đi, tầm bậy tầm bạ. Bạn mới là người không biết. Đây mình chia sẻ. Đỉnh cao của việc nợ lương của Bầu Đức 51 ngày. 3 tháng ở đâu ra? 51 ngày Công Phượng không lên tiếng. Không phải là Công Phượng lên tiếng, mà người lên tiếng là hai hậu vệ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Và ngay sau đó là Bầu Đức biết tin đó, hỏi xuống tại sao lại trễ. Đó là thời điểm gần cận Tết, mình nhớ rất là rõ. Đó là đỉnh cao về thời gian thiếu lương, bị trễ 51 ngày. Đó là giai đoạn cực kỳ khó khăn về tài chính của Bầu Đức. Và nợ lương 51 ngày. Các bạn tưởng tượng coi, 51 ngày là bao nhiêu? Gần 2 tháng. Quá là thảm họa. Quá là thảm họa. Mấy câu lạc bộ khác người ta nợ lương có 1 năm, 2 năm chứ mấy. Đây tới 51 ngày. Thảm họa thiệt sự. Đã không biết còn nói to. Bạn Thanh Hồng Bay, anh ơi hôm nào anh qua trung tâm Thành Long, anh hỏi giúp em đội trẻ Sài Gòn có tuyển sinh nữa không anh? Em nay 16 tuổi, 4 năm trước có vào PVF do vấn đề kỷ luật nên họ trả về. Giờ nghĩ lại tiếc quá, muốn tập lại. Cái này thì anh không có hỏi được đâu. Cái này em lên cái Facebook của anh Phùng Thanh Phương á, em thử đặt câu hỏi để anh Phương anh giải đáp xem anh có giải đáp không. Nếu mà được thì là mình nghĩ rằng là sẽ ok. Chứ còn bây giờ là mọi thứ ở dưới Thành Long là anh Phương anh quyết định về vấn đề về chuyên môn mà. Cho nên anh ấy sẽ trả lời được cho em cái câu này. Anh nghĩ là anh Phương anh cũng sẽ trả lời thôi. Em cố gắng lên Facebook của anh Phương, Phùng Thanh Phương.
bạn Nguyễn Trường Sơn xem U17 Việt Nam đá cũng hay quá. Anh tập huấn Đức tiếp thu lối đá pressing tầm cao, nhỏ con nhưng kỹ thuật tốt, thoát pressing hay, mất bóng là pressing liền, cải thiện khâu dứt điểm tốt chút nữa là tương lai lắm. Tí qua cái đợt vừa rồi mình không có xem U17, mình cũng không mình không có thời gian để mà gọi là chú tâm vào cái U17 nữa, vì mình cũng đi quá nhiều và mình quá nhiều thứ phải lo. Mỗi một ngày là bên Nextsport cũng như là bên VFF Media họ đều gửi những cái thông tin về U17, có lúc có cả clip luôn, nhưng mà mình không có sử dụng được. Vì thứ nhất là nó gửi clip mà có cả nhạc với lại có cả giọng nói bản quyền của bên Next Media nữa là coi như thua rồi. Không muốn đăng lên cũng không đăng được. Bạn Quốc Tấn, tháng 7 này mình lên tham quan được không? Ở thời điểm này mà đã cho sân Pleiku bán vé rồi là các bạn tha hồ mà lên để tham quan rồi, không cần phải chờ đến tháng 7. Ngày nào bán vé trận Hoàng Anh Gia Lai ở cúp C1 với anh? Ngày 14, ngày 13 hay ngày 14, ngày 14 tháng 4 là bán trước 2 ngày đó, là chính thức bán rồi đó, tha hồ mà mua. Các bạn lên để xếp hàng nha. Bạn Lưu BK Official cho mình hỏi là trung tâm Thành Long còn sửa chữa tu sửa không vậy? Thời gian khá dài rồi chưa thấy hoàn thiện và công bố. Chưa, mình chưa thấy xây gì thêm cả. Mọi thứ vẫn chủ yếu là tập trung là sửa lại cái khu vực phòng ở của các cầu thủ, cải thiện lại cái mặt sân, rồi tiếp đến là các cái phòng tập chức năng của đội là xong rồi. Đến thời điểm này mình chưa thấy có thêm những cái tác động gì thêm sơn sửa, cho nên là có lẽ là chúng ta sẽ phải chờ xem từ giờ đến cuối năm thì sẽ có chuyển biến gì mới hay không. Nếu có, nếu mà xong xuôi thì là câu lạc bộ Sài Gòn họ cũng sẽ mời phóng viên xuống để ghi hình thôi, và cũng sẽ mang đến cho anh chị em thông tin mới nhất thôi. Bây giờ thì cũng đã 1 tiếng 18 phút rồi, và 4 giờ sáng ngày mai thì mình cũng sẽ phải dậy để bắt đầu là xếp đồ ra sân bay. Ngày mai bay rất là sớm, bây giờ những cái chuyến bay từ Sài Gòn đi Pleiku bay sớm quá, nên là cũng phải tranh thủ thôi. Ngoài đường pit, rất cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng với mình trong các chương trình livestream về bóng đá Việt Nam. Cảm ơn sữa Cool, cùng Cool vận động mỗi ngày, cũng như là thương hiệu supersport.com.vn cũng là luôn đồng hành cùng với Ngoài đường pit và vlog Ngoài đường pit trong các chương trình về bóng đá Việt Nam. Bây giờ thì mình xin phép được chúc cả nhà một buổi tối ngon giấc. Và ngày mai là những ngày mà gọi là ngày nghỉ lễ, chuẩn bị đón ngày giỗ tổ Hùng Vương. Chúng ta nhiều bạn mà ở văn phòng nhà nước thì có thể là được nghỉ 3 ngày lận, tha hồ nghỉ ngơi. Bây giờ thì mình xin phép được gửi lời chào tạm biệt, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những cái thông tin ngồm ngộm về cúp quốc gia ngày mai ở trên Pleiku Hoàng Anh Gia Lai, đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào lúc 17 giờ. Xin chào và hẹn gặp lại.